Giá phân bón hôm nay ngày 23 tháng 2 năm 2024 tiếp tục ổn định tại các địa phương khu vực miền Bắc và Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Trong đó, phân NDK 16, 16, 8 t đang có giá bán cao nhất tại miền Bắc là 830.000, 850.000 đồng một bao. Giá phân bón hôm nay tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Ghi nhận hôm nay ngày 23 tháng 2 cho thấy, giá phân bón tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên giữ nguyên so với mức giá được ghi nhận vào ngày ngày 21 tháng 2. Hiện tại, giá phân URE Cà Mau và Phú Mỹ lần lượt niêm yết ở mức 570.000, 610.000 đồng một bao và 570.000, 600.000 đồng một bao. Đối với phân gia con ó Pháp, giá bán đang ở mức cao nhất trong khu vực là 1 triệu, 1 triệu 110.000 đồng một bao. Đồng thời, phân Cali bột Cà Mau, Phú Mỹ đang được bán ra với cùng khoảng giá là 690.000. 750.000 đồng một bao. Cùng lúc, giá phân NDK 16, 16, 8 tiếp tục ổn định ở mức 750.000, 800.000 đồng một bao đối với hai loại Cà Mau, Phú Mỹ và mức 830.000, 850.000 đồng một bao với loại đầu trâu. Tương tự, giá phân lân lâm thao hiện dao động trong khoảng 230.000, 280.000 đồng một bao và giá phân NDK 20, 20, 15 t bình điền khoảng 1 triệu 050.000. 1 triệu 090.000 đồng một bao. Giá phân bón hôm nay tại khu vực miền Bắc. Giá phân bón tại khu vực miền Bắc vào sáng hôm nay hiện chưa có điều chỉnh mới, tương tự như tại khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Trong đó, phân UR Hà Bắc và Phú Mỹ có giá đi ngang trong khoảng 540.000-590.000 đồng một bao. Tương tự, giá phân NDK 16, 16, 8T Việt Nhật và Xúc Lân Lâm Thao cũng lần lượt ổn định ở mức 850.000 880.000 đồng một bao và 270.000, 300.000 đồng một bao. Đồng thời, phân NDK16, 16, 8 Việt Nhật và Phú Mỹ đang được bán với giá trong khoảng 800.000, 820.000 đồng một bao. Đối với phân Kali bột Canada, Hà Anh, giá bán đang được niêm yết cùng mức là 680.000, 700.000 đồng một bao.